Đi ra ngồi ở ven biển hồ, dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.